Con quý vị ơi, bánh xèo, bánh xèo đây. Bánh xèo tôm xèo wonderful. Bánh xèo tôm thịt nè. Mấy con gà nó bị lộn cái gì rồi? Bây giờ tối mà đi ngủ nó gáy không mà kỳ vậy đó. Bây giờ là gà gáy để nó vô chuồng đó. Ủa, sao gà lên chuồng đó? Gà lên chuồng đó, gà gáy là gà lên chuồng. Gà lên chuồng. Ủa, gà lên chuồng cũng gáy luôn hả? Yeah, gà lên chuồng cũng gáy. Xeo ra chứ lan nè, thấy không? Thấy. Nó xinh đồ quá ha. Nó đổ ra rồi lắc lắc cho nó chảy đều ha. Chút xíu, chút xíu. Tại sao mày đã ha? Ủa, ở Việt Nam em nhớ nó phải có cái nắp nữa không? Nhưng mà cái này mình không cần nắp nha. Phải có cái nắp nữa không? Cái nắp là đem nắp. Thơm nè. Cái nắp thơm nắp. Em biết sao nuôi mấy đứa nhỏ đó nó ăn luôn honey vàng lắm này thấy không anh ơi sao tiêu giảm rồi rồi trong nhà trong nhà tưởng là cô nào chứ tưởng cô nào sao đâu bạn tôi anh đeo giỏ hôm nay con đem nhìn cái tay ảnh kìa cái lúc kìa cái bánh xèo cái này đặc biệt cái bánh xèo thịt giò gì thì đến qua đây chọn bánh xèo cái này nó phải gáy rồi chị ơi không rồi nó mới gáy con đó thấy tuyệt vời chưa rồi. Đó vô để bánh tuyệt vời chị thiếu đồ phò đáng vai lấy cho bữa nay chị nhìn nè. Rồi có ông bạn nó sau nhà nó nhiều lắm mày bắt là đứng lên thấy con hướng ăn được rồi được đủ thịt thì mình bỏ tôm mình có cái tôm mới nữa nhìn ngon rồi nè trên nha em là tôm chiên thôi hai chị đã chấm là chút rồi xeo ra cái chảo này để cho em đổ ngon lắm. Anh ơi hôm nay mấy chị của chúng tôi chị em chúng tôi về đồng quê làm bánh xèo phải không? Chị cảm thấy cảnh đồng quê không giống Florida không? Anh phải quay xuống đây nha. Đây nè, chị đẹp mà đổ xèo đẹp hơn thấy không? Đó, thấy chưa? Đó. Đồng quê cái bún quê hoặc là đồng tháp gì đồng quê. Thấy không? Cái này không phải đồng quê, đây đồng cỏ. Đây đồng cỏ là bánh xèo. Bánh xèo thường thường là mình miền Tây nhưng mà bánh xèo này là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Ok, đây là hôm nay có hai đầu bếp đó, chị Sarah và chị Ngọc phải không? Ruby. Đó, chị Ruby đó. Em làm cái đó. Cái đó vàng bạc đá quý phải ra kim cương lâu nay ra làm đủ xèo cho mấy thằng nha. Vàng bạc đá quý. Còn người, người thưởng thức là có anh Trường và anh Đình thưởng thức. Tâm nữa. Tâm. Rồi có chị Phương là thưởng thức, có anh Hải nữa không? Thưởng thức bánh xèo. Để chờ thấy các bạn lấy bánh xèo của tôi không? Vừa nóng hổi vừa giòn đây. Vừa ăn vừa thổi đây. Có chị đen vô luôn. Có chị đen đây nè. Hai anh sáng. Hôm nay là những khách mời đặc biệt tới ăn bánh xèo đó. Của trung tâm đồng quê, trung tâm đồng quê. Trung tâm đồng quê vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nói vậy đi chứ. Trung tâm đồng quê vùng Đông Bắc Hoa Kỳ hả? Thôi chạy chờ chạy ngoài sau bắt cái xấu đi, có mấy cái xấu ngoài sau á. Đó đó đó. Quên giới thiệu lắm, phía sau chúng tôi là chuồng gà nha. Chuồng gà, phía bên phải là chuồng cút. Có chim cút đây. Thấy chị đẹp quá, ảnh không đi chỗ khác. Thank you Phương. Hay quá. Sớp giòn giòn. Bánh xèo giòn sớp. Cùng nhau thưởng thức tối nay với anh chị em chúng mình. Yeah. Hai mấy bạn ơi nhớ ủng hộ bằng cách bấm like, share với cô chị Sarah. Yeah. Trời ở đâu mà ra con tôm nhỏ nhỏ này perfect luôn á. Nước uống. Ủa nó có tôm nhỏ vậy à? Có, Asmat nhiều lắm. Oh, wow. Yep. Tôm này tôm bạc nè. À, tôm bạc. Ủa tôm này á, tôm này là làm bánh ngọt ngon lắm. Cái bánh này nó hơi bể cho mình ăn thử. Cầm đi, cầm chị ăn đi. Nè, coi bánh xèo của chúng tôi đẹp không quý vị và các bạn? Thấy không? Bánh xèo đẹp mà người đổ bánh xèo cũng đẹp luôn đó nha. Thank you. Người đổ bánh xèo có tâm cho đó, bánh xèo mới ngon đó. Dạ, yes, đúng rồi. Thank you. Nè, bây giờ em là người đổ bánh gì? Em là người đổ bánh ngọt. Bánh ngọt hay bánh khọt? Wow, look at that. Ooh.
quá. Cái nó giờ sao ngon quá vậy, giờ cái chảo này nó nóng nó mới ngon mẹ, nó dở ờ mà em ơi. Thơm quá. Wow. Bánh xèo. Không xèo không về. Bánh thơm. Hết sảy chưa? Này thấy chưa chị? Đó. Oh, wow. Để thơm lắm, lẹ lắm. Này thiếu dầu không em? Này thiếu dầu. Này cho chút dầu đi. Nhưng mà em nghĩ chị đủ rồi, đủ rồi, trời ơi, quá trời nhiều. Rồi, chén bột lên đủ nhiều quá. Em cái chảo đó. Cái này nó sụn mặt như cha 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 vậy đó. Cái này nó sụn vậy. Cái này nó sụn. Chắc nó sụn mặt đấy. Rồi. Chị coi bánh khọt cái này là lăn phải không? Thấy thương chưa? Ồ, lăn khọt này nữa ha. Thấy không? Cho nó giòn một chút đi chị. Thôi, chưa giòn. Vậy mà nó chưa giòn. Nhưng mà nó cháy á. Vậy chị. Nó cháy rồi. Không cháy đâu. Thôi được. Chị lật cái lại. Lật cái lăn chưa. Cái em lấy cái dĩa này nè 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 lát cái dĩa nhỏ này xinh xinh nó bỏ vô chị Hà chị đợi. Nhiều mới đã nữa nè. À đúng rồi. Nha. Oh wow. Oh. Nó hơi lớn thôi chị làm nhìn giòn dữ ha. Chị nói rồi chị làm món này chị làm nên lẹ lắm. Rồi được cái món này được, cái này được. Pha mình đợi trước đi. Chị của mình nữa, anh Đình và chị Ngọc thật nhiều nha, nhắc
nhở vô. Right, anniversary. Thật là dễ thương. Coi gia đình mà của anh chị chủ nhà Tâm và chị Hoàng đã tổ chức cho chúng em. Wow. Cho nên là gọi là lễ luôn. Lớp là chị Tina, chị Ba, Tina, Hoàng đó rồi. Chị không đi, rồi, không đi. Rồi, cho đây nè. Rồi, chị theo sân. Anh sẽ vì em mà. Ủa cái bông nạc được ha. Mà đi làm bánh. Trời. Đó, giờ. Đó, chưa. Còn mấy chị có, còn mấy chị có. Bây giờ mình để đốt chứ sao vậy? Để em à. Có bộ chỗ. Lâu quá, để đốt chứ. Rồi, thank you ơi. Love you honey. Rồi. Thank you cả nhà. Thank you cả nhà nghe. Cảm ơn. Thank you. Bữa này chúng ta sẽ thành. Nói này không xỉn không về. Mà đậu hồng anh ơi. Mà uống hoài không hết luôn. Rồi thank you nhiều nha. Rồi ok cả nhà. Anh ơi ăn nho chưa? Bổ nho anh. Có nho đâu bổ. Bổ nho chị. Bổ, bổ nho làm chi. Ăn gì bổ lấy. Rồi cảm ơn con. Buồn làm chi em ơi. Một cái này đẹp ha. Yeah. À, đúng rồi. Nãy chị nhé. Anh đánh anh. Đấy anh đánh. Đây mời mấy chị mấy chị trước đi. Đợt trước ha. Rồi đây chị Hiên. Em đang ghiền tay con cái miếng anh sẽ em là cờ tình ai. Dạ đặt em bắn đó đi. Em đi bắn nè. Anh hai cho mình xong nha đi bắn. Rồi đang thử cái cánh hoa em nha. Anh đo thích trường. Anh thấy anh xong. Không có còn hả? Đứng dịch lộn em được không? Lên chân. Lên anh cho bây giờ chủ thuê luôn thầy muốn đi để ông hoàng rất là thương cho tôi rồi 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 rồi. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.